chào mừng tất cả các anh chị và các bạn trong câu lạc bộ ứng dụng sức mạnh tiềm thức và trong câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng. Chào mừng chúng ta đã quay trở lại chu kỳ live stream 30 ngày ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt chính xác kết quả tài chính mà mình mong muốn trong chu kỳ tháng 8 2020. Và hôm nay là ngày thứ 20-21, chúng ta đến với live stream 20 và 21 với một chủ đề vô cùng quan trọng, đó là 6 tư duy khác biệt. Chúng ta hãy chờ đợi một vài phút để tất cả những anh chị em mình cùng kịp tham dự live stream này với chúng ta nhé. Chúng ta hãy chia sẻ live stream và tạm tất cả những người bạn, những người chúng ta thương yêu vào để mình cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển và cùng nhau xem một bộ live stream để mình biết đến bộ công thức của các nguồn lực giúp cho chúng ta đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống nhé. Chúng ta hãy nhớ rằng một ngày chúng ta xem một live stream. Bộ live stream này được thiết lập ra để ứng dụng chính xác trong vòng 30 ngày. Hiện tại đang xem live stream và bộ công thức này sẽ đi với chúng ta suốt cuộc đời này ạ. Đi cùng chúng ta đến suốt cuộc đời, chúng ta ứng dụng vào tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn. Chính vì thế chúng ta hãy cam kết là một ngày theo dõi một live stream nhé. Xin chào Thăng Trần ạ. Bởi bộ công thức này không phải do Phương nghĩ ra, công thức này do ông tiến sĩ Joseph Mofield, một bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức, được ông viết ra trong quyển sách sức mạnh tiềm thức. Đây là quyển sách bán chạy nhất ở nước Mỹ. Và Phương chỉ là người ứng dụng tổng hợp lại những kiến thức và chia sẻ với chúng ta thôi. Và tất cả những kiến thức Phương chia sẻ ở live stream này đều được giữ nguyên bản chính xác của tiến sĩ Joseph Mofield, và các tư duy của các tỷ phú đô la được giữ nguyên chính xác như tư duy của tỷ phú Donald Trump và Anthony Robbins và các tỷ phú đô la trên thế giới nữa. Phương chỉ là người hệ thống lại những kiến thức này, làm thế nào để tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất để đạt mọi mục tiêu mà chúng ta mong muốn, đặc biệt là mục tiêu ưu tiên tài chính hiện tại bây giờ của chúng ta. Xin chào bạn Tổng Tuyến nhé. Xin chào bạn Quý Gái. Xin chào Mưa Hoa. Và chúng ta hãy tạm tất cả những người bạn, những người chúng ta yêu thương nhất vào để mình cùng kịp tham dự live stream này với chúng ta ngày hôm nay đúng giờ ạ. Và ngày hôm qua chúng ta đã đi giải đáp thắc mắc những câu hỏi mà trong suốt quá trình chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì có đặt ra cho Phương rất nhiều câu hỏi. Và trong số những câu hỏi đó thì Phương đã giải đáp thắc mắc cho chúng ta được 4 câu hỏi, là 4 câu mà Phương thấy hầu hết tất cả những câu hỏi các anh chị em gửi đến. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 4 câu hỏi đó một lần nữa để chúng ta khắc sâu hơn kiến thức, để giúp cho chúng ta ứng dụng được dễ dàng nhất nhé. Xin chào Lê Đức ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là vì sao phải chép lại chim từng câu từng chữ? Bởi vì mỗi người sẽ có một bộ lọc tư duy khác nhau, mỗi tư duy khác nhau, nên để đảm bảo chính xác không bị tạo sao thất bại những kiến thức, những tư duy của tiến sĩ Joseph Mofield, của những người thành công giàu có trên thế giới mà Phương đã chia sẻ trên live stream, thì buộc lòng chúng ta phải ghi chép từng câu từng chữ, và chúng ta sẽ ghi chép ở phần tư duy thôi, còn chúng ta sẽ bỏ qua phần chào hỏi. Đến phần ăn mừng thì chúng ta ghi thành công ngày hôm nay của chúng ta và chúng ta chúc mừng với thành công của tất cả mọi người ở trên live stream. Còn đến phần tư duy thì chúng ta chép từng câu từng chữ phần tư duy nhé. Đó là cách giúp cho chúng ta đạt mục tiêu dễ dàng nhất, ngắn nhất ạ. Dạ, em chào Phan Thị Lê Quyên ạ. Và câu hỏi thứ hai là có cần phải làm bản thôi miên không? Chắc chắn là chúng ta phải làm bản thôi miên, bởi vì trong bản thôi miên kết quả tài chính 6 tháng của chúng ta, đó chính là mục tiêu dài hạn của chúng ta. Chúng ta phải đặt ra cho mình là một mục tiêu dài hạn,
Và trong bức tranh kết quả tài chính 6 tháng này thì có rất nhiều tư duy để tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta, giúp cho chúng ta được các nguồn lực lớn, những khách hàng lớn chất lượng, những đối tác lớn, những đội ngũ đồng cốt của chúng ta. Và trong bản thôi miên chúng ta nghe tại thời điểm là buổi sáng và buổi tối. Buổi tối thì trước khi đi ngủ, thì thời điểm này thì các giác quan đi ngủ, thì lúc này tiềm thức hoạt động cực kỳ mạnh nhất. Chính vì thế lúc này chúng ta phải đưa những thông tin của chúng ta ở bản thôi miên vào, chúng ta mở nghe để tiềm thức hưởng ứng cho chúng ta dễ hơn. Và tiềm thức sẽ tin là chúng ta là một người giàu có, một người thành công. Như vậy thì dễ dàng hơn so với lúc chúng ta thức. Và lúc chúng ta thức thì chúng ta đọc thì không dễ bằng lúc chúng ta ngủ, cảm giác quá ngủ thì tiềm thức làm việc. Chính vì thế chúng ta phải làm bản tài chính, bức tranh tài chính 6 tháng. Đó là điều quan trọng ạ. Và đến tại thời điểm bây giờ thì tất cả những anh chị em nào mà chưa có bản thôi miên 6 tháng thì chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành, đến thời điểm giờ là quá muộn rồi ạ. Và câu hỏi thứ ba đó là cách đặt mục tiêu đúng là như thế nào? Cách đặt mục tiêu đúng có nghĩa là chúng ta dựa trên tham chiếu của 2 tháng trước, dựa trên tham chiếu lợi nhuận của 2 tháng trước. Đặt mục tiêu thì dựa vào công thức SMART gồm có 5 yếu tố, nhưng bản thân chúng ta đã biết đến sức mạnh tiềm thức, đã biết đến bộ công thức thì chúng ta thêm 3 yếu tố nữa. Tất cả là phải đảm bảo đủ 8 yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cụ thể, thứ hai là đo lường, thứ ba là hiện thực, thứ tư khả thi, thứ năm là mốc thời gian, thứ sáu là đặt lợi khi hiện tại, thứ bảy là hình ảnh, thứ tám là cảm xúc. Đó là tất cả 8 yếu tố mà khi đặt mục tiêu thì chúng ta phải đảm bảo chính xác đầy đủ 8 yếu tố này. Và chúng ta phải hình ảnh hóa tất cả những con số chúng ta lên bằng một bức tranh đầy màu sắc, hình ảnh, cảm xúc, âm thanh, ánh sáng, mùi vị và có cả những người chúc mừng nữa thì quá tuyệt vời ạ. Đó. Và câu hỏi thứ tư, làm thế nào để ổn định? Làm thế nào để ổn định? Thì cách đầu tiên đó là gốc rễ thì sẽ tạo nên hoa trái. Chính vì thế chúng ta phải biến những tư duy mà Phương chia sẻ trên live stream đều là những tư duy của những người thành công giàu có, những tư duy của các triệu phú, tỷ phú đô la trên thế giới. Thì chúng ta hãy biến những tư duy đó thành những tư duy của chính chúng ta, vào ở trong bộ tư duy gốc rễ của chúng ta. Và bằng cách là chúng ta sẽ đọc sách mỗi ngày để nâng cao giá trị nội tại của chúng ta lên. Đọc 17 tư duy triệu phú để tái thiết lập bộ tài chính gốc trong tâm thức của chúng ta. Và tham gia vào một môi trường chất lượng có những người giàu, những người thành công. Lúc đó chúng ta sẽ được chia sẻ những kiến thức, những tư duy từ những con người thành công thật. Và thêm nữa là chúng ta phải suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta là phải nhất quán 100%, tích cực một chiều, được chưa ạ? Và thêm một lý do nữa, cách nữa là chúng ta phải luyện tập hàng ngày những mục tiêu nhỏ. Những mục tiêu nhỏ hàng ngày là gồm có 6-7 mục tiêu mà Phương đã đưa ra cho chúng ta, đó là ăn uống miễn phí, đi đường đèn xanh thông thoáng, được một người bạn cũ lâu năm gọi điện, được bạn tặng quà, được tin về mỗi ngày, nắng mưa là việc của ta. Đó là những mục tiêu nhỏ mà hàng ngày chúng ta phải luyện tập những mục tiêu nhỏ này và làm chính xác từng bước ở trên livestream Phương hướng dẫn trong chu kỳ livestream 30 ngày này. Đó, như thế thì chúng ta sẽ có được một thu nhập ổn định. Dạ, xin chào Nguyễn Thị Lê Hằng ạ. Đó chính là 4 câu hỏi mà tất cả những anh chị em mình đang ứng dụng sức mạnh tiềm thức là thắc mắc. Vừa rồi Phương đã hệ thống lại kiến thức cho chúng ta một lần nữa, giúp cho chúng ta nhớ kiến thức để chúng ta dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin chào bạn Thương Cáo nhé, quá tuyệt vời. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm 5 bước hàng ngày. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tổng kết ít nhất 3 thành công trong ngày hôm nay của chúng ta nhé. Tất
cả những anh chị em mình hãy comment 3 thành công trong ngày hôm nay của chúng ta nào, để Phước đọc lên và cả nhà mình cùng nhau ăn mừng, cùng nhau hưởng đường năng lượng sự thành công giàu có hạnh phúc trọn vẹn ạ. Xin chào em Hoàng Bích Chi nhé. Chúng ta hãy comment 3 thành công trong ngày hôm nay của chúng ta nhé. Chúng ta hãy luyện tập để những thành công sẽ nối tiếp những thành công cho chúng ta. Bây giờ Phương trong lúc chờ đợi tất cả anh chị em mình comment thành công của mình thì Phương sẽ đọc thành công của Phương trước. Thành công của Phương trong ngày hôm nay, thành công đầu tiên là hoàn thành xuất sắc livestream ngày thứ 20 và 21. Yes. Thành công thứ hai là đọc 4 chương sách sức mạnh tiềm thức. Thành công thứ ba là ăn uống miễn phí. Và thành công thứ tư là tiền về 1.054.000. Yes. Tôi là nắm trong hụt tiền và tài sản. Cảm ơn tiềm thức. Đó là 4 thành công trong ngày hôm nay của Phương. Cực kỳ cảm xúc luôn. Tất cả anh chị em mình comment thành công của mình nhé. Và bước thứ hai đó là chúng ta sẽ bỏ quỹ tự do tài chính, kiểm đếm số dư và ăn mừng. Bỏ quỹ tự do tài chính. Hôm nay là tiền về 1.054.000. Cảm ơn tiềm thức. Tôi là nam châm của tiền và tài sản. Hôm nay Phương sẽ để vào quỹ tự do tài chính của mình là 500.000. Yes. Tài sản chính số cho chị thật nhiều tài sản nhé. Bây giờ Phương lại tiếp tục làm bước thứ ba trong ngày, đó là tuyên bố niềm tin hỗ trợ cho sức mạnh tiềm thức. Thành công trong ngày hôm nay của Hoàng Bích Chi đó là: một là gặp lại các đồng nghiệp, hai là đọc 3 chương sách sức mạnh tiềm thức, ba là xem livestream 19 của tỷ phú đô la Hoàng Phương. Yes. Chúc mừng em nhé. Xem và chép livestream chứ. Xem lại và mình sẽ chép livestream nha. Chép livestream một cách cẩn thận để mình mai mét nữa. Và thành công hôm nay của thông của Thăng Trần đó là: thành công đầu tiên là đi đường đèn xanh thông thoáng. Thành công thứ hai là ăn uống miễn phí. Thành công thứ ba là xem livestream của tỷ phú đô la Hoàng Phương đúng giờ. Yes. Cảm ơn Thăng Trần nhé. Chúc mừng Thăng Trần. Rồi, và bây giờ cả nhà mình cùng tuyên bố 4 niềm tin hỗ trợ sức mạnh tiềm thức cùng với Phương nào. Tôi là bậc thầy ứng dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi kiếm tiền và gia tăng tài sản bằng tiềm thức. Tôi là triệu phú đô la. Yes. Cảm ơn tiềm thức. Bước số 4 là tái thiết lập lại bản tài chính gốc trong tâm thức của chúng ta bằng cách là tuyên bố 17 tư duy triệu phú. Cả nhà cùng nhau tuyên bố nhé. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền và tài sản. Tôi kiếm đủ thu nhập chủ động để chi trả cho giá trị sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập chủ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi tạo ra cuộc sống giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là quan trọng, tiền giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn.
Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống những người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thực sự biết ơn với tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài đều đang đến với tôi. Khả năng kiếm giữ số tiền và phát triển kinh doanh của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Let's cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiềm thức. Rồi và bây giờ là bước số 5. Chúng ta sẽ liên tục hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày và bức tranh kết quả tài chính 6 tháng. Với bức tranh kết quả tài chính 6 tháng thì chúng ta sẽ nghe thôi miên vào buổi sáng, trước lúc ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, ít nhất là 2 lần mỗi ngày nhé. Và đây là thành công của Lê Đức. Thành công của Lê Đức là thành công đầu tiên là đọc 2 chương sách cùng con yêu siêu tuyệt vời. Thành công thứ hai là ăn uống miễn phí. Thành công thứ ba là tiền về 6.800.000. Yes. Cảm ơn tiềm thức, chúc mừng Lê Đức nhé. Lòng tôi đã đón nhận số tiền là 6.800.000. Thành công thứ tư là chia sẻ kiến thức công nghệ cho hai người bạn siêu chất lượng. Thành công thứ năm là học live stream của tỷ phú đô la tình yêu và không đúng nhờ. Yes. Cảm ơn Lê Đức, quá xuất sắc. Rồi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thêm một bước nữa trong bước thứ 6, trong năm bước 15 hàng ngày thì bây giờ mình sẽ làm thêm một bước thứ 6 nữa. Bước này thì thường ngày chúng ta đã làm rồi, từ đầu lái chính đến giờ thì chúng ta đã làm và thực hiện hàng ngày rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa vào năm bước hàng ngày luôn. Đó là bước số 6 là mình sẽ liên tục huấn luyện cho tiềm thức thực thi tất cả những mục tiêu nhỏ trong ngày của chúng ta. Đó là những mục tiêu nhỏ là: một là ăn uống miễn phí, hai là đi đường đèn xanh thông thoáng, ba là được tặng quà, bốn là có một người bạn cũ lâu năm gọi điện, năm nắng mưa là việc của ta, sáu đó là tiền về hàng ngày, bảy là khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa những mục tiêu nhỏ này vào các bước làm trong ngày của chúng ta luôn nhé. Bây giờ là các bước làm của chúng ta trong ngày gồm có 6 bước. Chúng ta hãy liên tục làm 6 bước này đầy đủ trong ngày. Chúng ta sẽ tập trung thẳng vào thành công, kể cả những thành công lớn hay những thành công nhỏ thì chúng ta tập trung vào thì tiềm thức sẽ hưởng ứng cho chúng ta. Thành công sẽ nối tiếp thành công và chúng ta sẽ trở thành một thỏi nam châm hút thành công ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay, đó chính là 6 tư duy khác biệt của những người thành công mà chúng ta chưa hề biết. 6 tư duy khác biệt của những người thành công mà chúng ta chưa được biết. Đó. Tư duy đầu tiên, tư duy số 1 là ăn mừng với bất kỳ số tiền nào. Thì bất kỳ số tiền nào về với chúng ta thì chúng ta đều phải ăn mừng. Khi chúng ta tập trung vào số dư thì cảm xúc của chúng ta càng dâng lên cao bao nhiêu thì càng phấn khích bao nhiêu thì tiềm thức càng hứng thú và càng hưởng ứng cho chúng ta bấy nhiêu. Khi cảm xúc của chúng ta dâng càng cao thì những cái hình ảnh, những cái cảm xúc trong người chúng ta lên mức cao thì tiềm thức sẽ trù vào những cảm xúc đó, tiềm thức sẽ hưởng ứng cho chúng ta thành công về càng nhanh hơn. Chính vì thế với bất kỳ số tiền nào mà về với chúng ta thì chúng ta đều là ăn mừng với số tiền đó. Có rất nhiều anh chị là tổng kết cái số tiền về hàng ngày của mình, không để ý, cứ nghĩ là đến buổi sáng sẽ tổng kết một lần. Như vậy là
lượt nhanh, chúng ta phải tổng kết mỗi ngày dòng tiền về của chúng ta như thế nào. Đặc biệt là những anh chị kinh doanh thì chúng ta nên tổng kết dòng tiền về của chúng ta mỗi ngày để tập trung thẳng vào thành công, tập trung thẳng vào số dư hàng ngày để tiềm thức tưởng cho chúng ta ngày càng nhiều hơn ạ. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta được mời và chúng ta được ăn uống miễn phí thì đấy cũng chính là tiền về của chúng ta rồi, phải không ạ? Vì nếu như mà không được mời ăn uống miễn phí thì chúng ta phải bỏ ra số tiền để ăn uống đó, thì đổi lại có một người bạn mời thì chúng ta sẽ cất số tiền đó để bỏ vào quỹ tự do tài chính để mang đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên mình, đó cũng chính là tiền về của chúng ta. Chính vì thế chúng ta cũng ăn mừng với việc là được ăn uống miễn phí, hay là việc là chúng ta đi đường thì chúng ta có thể nhặt được tiền, có thể là 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, nhưng mà chúng ta cùng vui với điều này, bởi vì chúng ta vui vì nhặt được tiền thì tiềm thức sẽ hưởng cho chúng ta, những lần sau sẽ hưởng cho chúng ta những con số lớn hơn, được không ạ? Hoặc là ví dụ tiền về của chúng ta là có thể là chồng cho, hoặc là ba mẹ, ông bà, hoặc là anh chị em cho chúng ta tiền, đó cũng chính là dòng tiền về so với chúng ta, và chúng ta cũng phải ăn mừng, cũng phải vui mừng với tất cả những số tiền mà về với chúng ta nhé. Có rất nhiều anh chị rất là vui khi mà xem livestream thì nhắn tin hỏi với Phương là số tiền mà chồng chị cho chị như vậy có được tính không em? Chồng cho tiền có được tính không? Đương nhiên là được tính, bởi vì khi mình xem livestream thì không những là mình tiền về những thành công về với mình, mà tất cả những người trong gia đình mình, ví dụ chồng mình hoặc là ba mẹ mình, anh em mình cũng là tiềm thức sẽ hưởng ứng cho họ có tiền về để họ cho lại mình, tức là tiềm thức hưởng cho chúng ta bằng mọi con đường để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu. Thì như thế chúng ta phải ăn mừng với tất cả những số tiền mà về với chúng ta, được không ạ? Và khi chúng ta xem livestream thì chúng ta có thể là có nhiều người là sẽ cũng được nguồn tiền, đó là thu hồi thu nhập, hay còn gọi là những người mà nợ là họ sẽ tự động trả tiền cho mình. Thì khi mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức thì mình không nói là nợ nữa, tại vì khi nói nợ thì tiềm thức sẽ bắt được cái từ khóa cuối cùng đó là nợ, thì sẽ hưởng cho chúng ta nợ. Cho nên là chúng ta sẽ thay vì nợ thì chúng ta bảo là thu hồi thu nhập. Cả nhà mình nhớ nhé, là thu hồi thu nhập cũng là một khoản tiền cực kỳ tuyệt vời. Vì thế chúng ta phải ăn mừng. Em chào chị gái Mỹ Lê nhé. Đó là tư duy đầu tiên là ăn mừng với tất cả số tiền mà về với chúng ta. Tư duy thứ hai đó là luôn tổng kết số tiền mình đạt được và số lần tăng trưởng. Luôn tổng kết số tiền mình đạt được và số lần tăng trưởng. Giống như việc là chúng ta thường ngày chúng ta tổng kết tiền về hàng ngày ấy. Đó, luôn luôn tổng kết số tiền mình đạt được mỗi ngày để tiềm thức hưởng cho chúng ta tiền về mỗi ngày luôn. Và chúng ta tổng kết thì chúng ta mới biết được sự tăng trưởng của tháng này như thế nào so với tháng trước, tăng trưởng bao nhiêu lần so với tháng trước ạ. Và từ đó thì chúng ta mới rút ra được những bí kíp của tháng này so với tháng trước như thế nào để chúng ta là điều chỉnh cho phù hợp hơn, đúng không ạ? Ví dụ như trong tháng 8 này thì chúng ta xem và ứng dụng bộ công thức của nguồn lực thì chúng ta tổng kết lại thì số lượng tiền về của tháng này, của 20 ngày đầu tiên này so với tháng trước như thế nào, gấp bao nhiêu lần, đó là chính là số lần tăng trưởng. Chúng ta phải tổng kết được để rút ra cho mình được một bí kíp để mình điều chỉnh những tháng tiếp theo cho mình kết quả tốt hơn. Và khi mà mình tổng kết như thế thì mình nhìn thấy được một bức tranh toàn cảnh, tháng này mình đã được những gì, mình đã đạt được những gì, đạt được số tiền như thế nào này, tư duy tháng này của mình như thế nào, và những kiến thức mà mình đạt được như thế nào, thì tháng này mình
cảm thấy tốt rồi thì tháng sau là mình lại lên level cao hơn. Làm được điều này thì chúng ta sẽ nâng được tâm linh cao lên mỗi ngày, học giỏi lên mỗi ngày, mà chúng ta là cực kỳ là không biết được sự phát triển trong cơ thể chúng ta luôn ạ. Và chuẩn bị trong lá chim 30 ngày này, chúng ta học về bên sức mạnh tiềm thức và học về tất cả những cái tư duy của những người thành công, những người giàu có, của những triệu phú, tỷ phú trên thế giới. Cho nên là Phương luôn là nhắc chúng ta và ám thị với chúng ta là cùng tư là tài sản, đúng không ạ? Phương luôn luôn ám thị với chúng ta là tài sản, phải luôn đi đầu tư để gia tăng tài sản và mang tên mình. Chính vì thế mà trong cuộc chu kỳ lá chim 30 ngày này thì chúng ta sẽ được lúc nào cũng, ngày nào ta cũng được nghe những tư duy của những người giàu, những người thành công. Vì thế là bộ tư duy của chúng ta sẽ up lên mỗi ngày, và cách suy nghĩ của chúng ta thì suy nghĩ theo chiều tích cực. Mà vì thế mà sau livestream 30 ngày này Phương không làm livestream nữa. Kết thúc chu kỳ livestream 30 ngày thì chúng ta phải tự rèn luyện nhé, tự rèn luyện nói ngôn ngữ tư duy tích cực một chiều, và tập trung vào tăng tài sản, tăng tư duy cho bản thân mình lên, được không ạ? Và chúng ta phải nhớ rằng là một tư duy rất cực kỳ quan trọng là chúng ta phải tổng kết những thành công trong ngày hôm nay của chúng ta, tổng kết số tiền mà chúng ta đạt được để chúng ta biết được sự tăng trưởng của tháng này so với tháng trước như thế nào, để chúng ta ra được những bí quyết, những kinh nghiệm về công thức. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ có được một bộ công thức để áp dụng cho những tháng tiếp theo, những năm tiếp theo trong cuộc đời của chúng ta, để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu về tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống luôn ạ. Đó chính là tư duy số 2. Và tư duy thứ 3 đó là đầu tư kinh doanh theo xu hướng đi lên của thị trường. Nếu như chúng ta mà đi kinh doanh theo xu hướng đi xuống thì nó là thị trường đang bị bão hòa rồi. Chính vì thế mà không, ví dụ như là hiện tại bây giờ mà chúng ta đang sử dụng smartphone, đúng không ạ? Nếu như có ai đó mà mở kinh doanh ra mà trong lĩnh vực điện thoại bàn phím á, thì khách hàng sẽ không mua và sẽ không có nhu cầu, thì cái tiệm đó là sẽ bị phá sản, đúng không ạ? Tại vì hiện tại mọi người đều dùng smartphone, mà bản thân mình mở ra một tiệm điện thoại dùng bàn bàn phím thì không có lượng khách hàng, thì chúng ta sẽ bị là phá sản. Và trên thực tế thì có một ông lớn đã phá sản, đó chính là ai ạ? Cả nhà mình có biết không ạ? Trên thực tế là có một ông lớn đã bị phá sản, đó là chính là Nokia. Thì năm 1990 thì Nokia rất giỏi, rất là giỏi, thống lĩnh điện thoại toàn thị trường ở toàn cầu luôn. Và tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao của danh vọng thì họ không nhìn thấy được tiềm năng của 20 năm tiếp theo thế giới sẽ sử dụng điện thoại là gì. Và 20 năm tiếp theo thì thế giới đã sử dụng smartphone không bàn phím. Nhưng mà ông chủ Nokia cứ thăng thắng bảo là thế giới phải sử dụng điện thoại bàn phím của tôi. Và thế cho nên là chính tại thời điểm bây giờ là Nokia đã bị phá sản, và Apple đã trở thành tập đoàn có vốn hóa lớn nhất thế giới, 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đó chính là kinh doanh theo xu hướng đi lên ạ. Chúng ta phải nhìn ra được xu hướng đi lên của xã hội như thế nào thì chúng ta mới kinh doanh như thế. Nếu mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta nên là xem cái lĩnh vực của chúng ta đang nằm trong xu hướng đi lên của thị trường hay không. Bởi vì bất kỳ một sản phẩm hay một dịch vụ nào cũng phải tuân theo một chu kỳ sống của nó. Bất kỳ một sản phẩm hay một dịch vụ nào cũng có một chu kỳ sống của nó. Đó chính là giai đoạn đầu của chu kỳ sống của nó, chính là giai đoạn hình thành.
đoạn thứ hai là giai đoạn phát triển, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đỉnh, thứ tư là giai đoạn thái trào, và thứ năm là sẽ bão hòa. Đó, tất cả mọi dịch vụ, mọi lĩnh vực đều sống trong chu kỳ sống này nhé. Chúng ta hãy nhớ chu kỳ sống này, đầu tiên là sẽ hình thành, thứ hai là sẽ phát triển, thứ ba là lên đỉnh, đạt được cái đỉnh cao, và thứ tư là sẽ thoái trào, thứ năm là sẽ bão hòa. Đó chính là năm giai đoạn mà tất cả mọi lĩnh vực, mọi chu kỳ, mọi dịch vụ đều nằm trong lĩnh vực trong chu kỳ này. Ví dụ như cách đây 43 năm thì Bill Gates đã nhảy vào máy tính và các thiết bị kết nối máy tính, đó chính là tập đoàn Microsoft. Nhưng mà sau 43 năm thì máy tính không còn là xu hướng nữa, vì những người người nhà nhà bây giờ đều đã có máy tính sẵn rồi, họ đều đã sở hữu cho mình được những chiếc máy tính bàn, có máy tính xách tay đó. Cho nên là gì ạ? Xu hướng bây giờ đó chính là thương mại điện tử, mua bán online trực tuyến. Cho nên 18 năm sau thời kỳ của Bill Gates thì ông chủ Amazon là Jeff Bezos đã khởi nghiệp một trang thương mại điện tử, và bây giờ đã vượt qua Bill Gates mà đã trở thành một người giàu nhất hành tinh ở trang bán hàng, đó là Amazon. Và người giàu nhất thế giới bây giờ cũng chuyển sang một xu hướng kế tiếp, đó chính là xu hướng hàng không vũ trụ rồi. Tất cả những người giàu, những người thành công bây giờ họ đã dịch chuyển dòng tiền của họ sang là xu hướng hàng không và vũ trụ. Và mỗi một năm thì ông chủ Amazon đã rút ra 1 đến 3 tỷ để chuyển sang một tập đoàn phát triển hàng không vũ trụ. Và họ bắt đầu dịch chuyển rồi, họ bắt đầu dịch chuyển tất cả những dòng tiền của họ về xu hướng phát triển của thế giới. Trong 10 năm, 20 năm và còn xa hơn nữa, đó chính là dịch chuyển xu hướng sang lĩnh vực hàng không vũ trụ. Và ngay kể cả tập đoàn Microsoft cũng không còn bán hệ điều hành Windows nữa, mà họ đã chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác, đó là lĩnh vực kinh doanh lưu trữ thông tin trên iCloud. Kinh doanh lưu trữ thông tin trên iCloud là mang lại cho họ nguồn tiền lớn hơn, vì họ biết rằng là mỗi xu hướng đi lên đỉnh, khi mà mỗi cái xu hướng đó đã lên đỉnh rồi thì nó sẽ bị thoái trào, và họ sẽ chuẩn bị cho một xu hướng kế tiếp. Như là tỷ phú Jack Ma nói câu là nếu tư duy kinh doanh của bạn ở một tỉnh thì công việc kinh doanh của bạn sẽ ở một tỉnh, còn nếu tư duy kinh doanh của bạn ở một quốc gia thì công việc kinh doanh của bạn ở một quốc gia, và nếu tư duy kinh doanh của bạn ở toàn cầu thì công việc kinh doanh của bạn ở toàn cầu. Chính vì thế mà thay vì tìm kiếm xu thế kinh doanh ở Việt Nam thì chúng ta hãy tìm kiếm xu thế kinh doanh ở toàn cầu luôn, được không ạ? Thay vì tìm kiếm những xu thế kinh doanh ở Việt Nam mình thì chúng ta hãy tìm kiếm những xu thế kinh doanh ở toàn cầu luôn. Bởi vì Jack Ma đã nói rồi, nếu tư duy kinh doanh của bạn ở toàn cầu thì công việc kinh doanh của bạn cũng ở toàn cầu. Thì chúng ta là tìm kiếm cái xu thế kinh doanh của toàn cầu, để chúng ta kinh doanh toàn cầu thì quy mô tăng trưởng của chúng ta cực kỳ lớn. Tỷ phú Warren Buffett có câu nói đó là gì ạ? Cái thứ mà bạn thích thì chỉ là cái thứ mà bạn thích thôi. Cái thứ mà cả thế giới thích thì đó mới là công việc kinh doanh của bạn. Ta nhớ nhé, cái thứ mà bạn thích chỉ là cái thứ mà bạn thích thôi. Cái thứ mà cả thế giới thích thì đó mới chính là công việc kinh doanh của bạn. Quá tuyệt vời. Vì thế mà chúng ta phải tìm hiểu tất cả những thông tin, những thông tin trên những tờ báo kinh tế chính thống của thế giới để mình biết được xu thế gì trong 10 năm, 20 năm tiếp theo ạ. Trong 10 năm, 20 năm tiếp theo thì xu thế gì sẽ xảy ra, sẽ là tiếp đến. Và chính vì thế ngày hôm nay chúng ta hãy ngồi đây và
bàn luận xem thử thế giới sẽ cần gì và sử dụng công nghệ gì trong vòng 20 năm tiếp theo. Trong một tờ báo rất nổi tiếng của KPF thì có nghiên cứu tất cả những người giữ siêu giàu bao nhiêu năm, từ những tỷ phú triệu phú đô la trên thế giới, thì họ là thống kê như thế này ạ. Warren Buffett là 26 năm đầu tư thì tài sản của ông là 84,8 tỷ USD, và ông đã đạt năm 30 tuổi thì ông đã đạt được triệu phú và đạt tỷ phú lúc 56 tuổi. Và hai đó là Bloomberg thì ông đã kinh doanh 21 năm và tài sản của ông là 49,9 tỷ USD. 31 tuổi thì trở thành triệu phú, 52 tuổi trở thành tỷ phú. Và có một nhóm người mà liên quan đến lĩnh vực công nghệ nhé. Có một nhóm người liên quan đến lĩnh vực công nghệ, họ là những, họ làm những điều cực kỳ xuất sắc, không cần mất tới 20 năm. Đó là tất cả những tỷ phú đô la về công nghệ, họ chỉ cần mất 5 năm thôi để họ trở thành những triệu phú, những tỷ phú đô la. Ví dụ như là Bill Gates thì ông chỉ mất 5 năm, tài sản của ông là đạt được mức là 90,3 tỷ USD, và ông đạt triệu phú năm 26 tuổi. Thì đến năm 31 tuổi thì ông đã đạt được là tỷ phú. Và Larry Page thì ông chỉ mất 5 năm và tài sản của ông thì đạt là 47,3 tỷ USD, đạt triệu phú lúc 25 tuổi, và lên tới 30 tuổi thì ông đã đạt được thành tỷ phú. Hay như Jeff Bezos thì ông chỉ cần kinh doanh đúng 2 năm, tổng tài sản của ông là 114,8 tỷ USD, 33 tuổi trở thành triệu phú và 35 tuổi trở thành tỷ phú. Wow, quá tuyệt vời luôn ạ. Mark Zuckerberg thì chỉ cần 1 năm thôi, tài sản của Mark Zuckerberg là 61,1 tỷ USD, và 22 tuổi đã trở thành triệu phú và 23 tuổi đã trở thành tỷ phú. Wow, và là một tỷ phú từ thân trẻ tuổi nhất thế giới, nhất hành tinh luôn ạ. Ông chủ của Facebook là một đối tác chiến lược của chúng ta đúng không ạ? Mark Zuckerberg cũng là một đối tác chiến lược của chúng ta. Thì nhờ ông ấy mà chúng ta có thể cùng nhau hàng ngày từ 8:30 chúng ta ngồi với nhau để chia sẻ bộ công cụ dùng sức mạnh tiềm thức này đúng không ạ? Nhờ ông Mark Zuckerberg đóng của Facebook, và đây cũng chính là đối tác của chúng ta. Chúng ta đã hàng ngày 8:30 ngồi đây để chia sẻ với nhau những kiến thức, những tư duy của những người thành công giàu có, để giúp cho tất cả mọi người có được một bộ công thức, những nguồn lực để giúp cuộc sống mình sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt đẹp hơn ạ. Và tất cả những người này thì họ đều nằm trong top những người giàu nhất hành tinh, vì họ đều nằm trong lĩnh vực, đó là lĩnh vực công nghệ. Và tỷ lệ cao là trong 10 năm đến 20 năm tiếp theo đó, lĩnh vực công nghệ sẽ phát triển cực kỳ là nổi trội luôn ạ. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây cho chúng ta là gì ạ? Lĩnh vực mà bạn đang hiện tại đang kinh doanh có liên quan đến công nghệ không? Lĩnh vực mà bạn hiện tại đang kinh doanh có liên quan đến công nghệ không? Chúng ta cần ngồi đây và nói rằng là thế giới cần công nghệ gì trong vòng 10 năm, 20 năm tiếp theo thì chúng ta mới thành công giàu có được ạ. Chúng ta phải biết được là thế giới trong 10 năm, 20 năm tiếp theo sẽ cần gì và sẽ cần dùng công nghệ gì thì chúng ta sẽ thành công và giàu có luôn. Đấy chính là một tầm nhìn. Tầm nhìn trong những tư duy quan trọng nhất của người giàu ạ. Đó chính là đầu tư theo xu hướng đi lên của thị trường. Đó cũng chính là tư duy thứ ba của chúng ta, là đầu tư theo xu hướng đi lên của thị trường. Chúng ta chỉ cần đơn giản là nghiên cứu những người giàu trên thế giới, họ dịch chuyển dòng tài sản của họ đi về lĩnh vực nào thì chúng ta nhảy vào lĩnh vực đó thôi. Như thế là chúng ta đã thành công luôn ạ. Và
và tư duy số 4 đó là luôn tích ít nhất 99% thu nhập hàng tháng để đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên mình. Tư duy số 4 là luôn tích ít nhất là 99% thu nhập hàng tháng để đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên mình. Vì giống như livestream trước Phương đã chia sẻ với chúng ta là trong tư duy trong đầu tư thì chúng ta sẽ có hai level. Level đầu tiên đó là mình đầu tư trong khoảng mình có là 99%, và level thứ hai là chúng ta sẽ đầu tư vượt quá khả năng của mình có, là bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính của người khác là 300%. Nhưng mà để sử dụng, để thực hiện được level 2 này, để sử dụng được đòn bẩy tài chính của người khác thì bắt buộc chúng ta là phải có tài sản, đúng không ạ? Phải có tài sản thì chấp ngân hàng thì ngân hàng mới cho vay, hoặc những người mà sẽ cho chúng ta vay mượn tiền để chúng ta sử dụng đòn bẩy đó. Và cũng như trong quyển sách Người giàu nhất thành Babylon thì ông vua của nước Babylon ông đã làm gì ạ? Ông đã gọi tể tướng đến và hỏi tể tướng là vì sao mà triều đình chưa cho người dân rất nhiều vàng, nhưng mà người dân không, người bây giờ vàng, số vàng đó đi đâu hết rồi ạ? Và tể tướng đã nói với ông vua Sargon là mặc dù triều đình chia cho người dân rất nhiều vàng, nhưng mà người dân không quản lý được những đồng vàng đó, và vì thế tất cả những đồng vàng đó đã chảy về tay của một số thương nhân có tư duy về tiền bạc. Họ kinh doanh đầu tư rất là chuẩn mực và họ đã biết cách quản lý dòng chảy của vàng, nên vàng đã chảy vào túi của họ. Những người có khả năng quản lý vàng nhé. Và cái tư duy này rất giống với tư duy của Joseph Murphy trong quyển sách là Sức mạnh tiềm thức, và giống với tỷ phú Donald Trump trong quyển sách là Vì sao chúng tôi muốn bạn giàu ạ. Tất cả những người giàu họ đều suy nghĩ giống nhau, đúng không ạ? Mặc dù cách đây hơn 8.000 năm nhưng mà họ nghĩ cực kỳ là giống nhau luôn. Đó chính là tư duy làm giàu và tư duy là trả cho mình trước và đầu tư tài sản, gia tăng tài sản mang tên mình. Và sau đó thì ông vua Sargon đã gọi người giàu nhất thành Babylon là Akkad đến để dạy cho toàn dân của vương quốc về cách chữa trị một túi tiền xẹp lép để trở nên căng phồng. Vì thế mà đã tạo ra được một vương quốc Babylon hùng cường nhất và giàu có nhất trong lịch sử loài người. Trong sách Người giàu nhất thành Babylon thì ông Akkad là người giàu nhất thành Babylon. Ông ấy đã dạy cho tất cả những người dân thành Babylon như thế nào ạ? Ông đã dạy cho tất cả những người dân Babylon là phải tích ít nhất là 10% để đi trả cho mình trước, để đi đầu tư gia tăng tài sản. Nhưng mà thực ra ta chỉ có tích được 10% thì chúng ta phải mất đến 20 năm thì mới đạt được 1 triệu đô la đầu tiên. Đến 20 năm. Đó chính là cách là ông Akkad ông đã chỉ cho những người dân mà nghèo nhất ở thành Babylon để mỗi người dân phải tích ra 10%. Nhưng mà riêng với chúng ta thì chúng ta phải tích hơn 10% đó. Như vậy chúng ta mới đầu tư gia tăng tài sản được ạ. Đằng nào cũng phải giàu thì chúng ta hãy giàu thật nhanh, đúng không ạ? Và bạn phải đạt mức là 99% thu nhập để đi đầu tư gia tăng tài sản mang tên mình. Và chúng ta chỉ chi phí tiết kiệm ở mức là 1% thôi. Chứ chúng ta mà chi tiêu nhiều thì làm cho người khác giàu lên. Khi mà người khác giàu lên thì chúng ta sẽ nghèo đi. Và khi mà chúng ta đạt được 99% thì chúng ta sẽ lên được một level 2, đó là chúng ta sẽ sử dụng được đòn bẩy tài chính của người khác. Khi lúc này chúng ta đã có tài sản rồi thì chúng ta sẽ sử dụng đòn bẩy của người khác bằng cách là gì ạ? Chúng ta sẽ đi thế chấp ngân hàng, chúng ta sẽ
có tiền là chúng ta sẽ đầu tư là vượt quá khả năng của mình có, đó là 300% hoặc 400% hoặc là 500%, giống như tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam mình. Ông đã trong một cuộc nói chuyện với giám đốc Viettel thì ông đã nói tôi đã vay của ngân hàng là 70.000 tỷ, và nhờ có số tiền vay đó cho nên hiện tại tổng tài sản của tôi đã là lên tới 140.000 tỷ. Quá tuyệt vời không ạ? Đó chính là tư duy là đầu tư vượt quá khả năng của mình có, sử dụng đòn bẩy tài chính của người khác ạ. Xin chào em Phương Trần nhé. Xin chào bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc ạ. Và bây giờ là tư duy số 5. Tư duy số 5 là đầu tư theo chuyên gia. Tư duy là số 5 là chúng ta sẽ đầu tư theo chuyên gia. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngay từ lúc đầu chúng ta chưa thể nào có được tầm nhìn của chính mình trong những lĩnh vực kinh doanh kinh tế của thế giới, đúng không ạ? Vì phần lớn là từ nhỏ đến lớn chúng ta là không được dạy về tư duy trong đầu tư kinh doanh, và đặc biệt khi mà có gia đình cuộc sống rồi thì chúng ta cũng không đọc những cuốn sách về kinh tế, không nghiên cứu về thị trường kinh tế, và chúng ta cũng không nghiên cứu về những tư duy khác biệt của những người giàu. Chúng ta không biết được người giàu họ suy nghĩ như thế nào, người giàu kinh doanh trong lĩnh vực gì, và cũng không biết họ quản lý dòng tiền của họ như thế nào luôn. Chính vì thế là chúng ta hãy đầu tư theo một chuyên gia. Nếu giả sử mà chúng ta đầu tư theo một tư duy từ trước đến nay chúng ta có, đó là tư duy là mắt thấy tai nghe tai sờ, đầu tư theo cái tư duy cũ đó thì 100% là chúng ta không bao giờ thắng được. Bản chất bởi vì là khi mà tất cả những thông tin mà chúng ta nghe được, tai chúng ta nghe được, mắt chúng ta thấy được và tay chúng ta sờ được, và chúng ta biết được tất cả những thông tin đó qua cả phương tiện thông tin đại chúng như TV, đài báo, đúng không ạ? Thì tất cả những thông tin đó là đã xảy ra rồi, sự việc đó đã xảy ra rồi, xu thế đó đã xảy ra rồi, thì lúc đó là chúng ta đã đạt được cơ hội để làm giàu. Vì thế ngay từ đầu chúng ta cần có một chuyên gia cực kỳ giỏi về kiến thức về tài chính, về chỉ số IQ tài chính lớn, và đặc biệt là có một tầm nhìn tài chính cực kỳ xa, cực kỳ dài hạn. Những người thành công này họ sẽ giúp cho chúng ta thành công được. Còn nếu mà chúng ta đầu tư theo những người mà không có kiến thức, không có tư duy, không có tầm nhìn về tài chính thì không những họ bị thua lỗ mà chính chúng ta là người sẽ bị mất tiền tiếp theo họ. Đó chính là chúng ta hãy không đầu tư bởi chúng ta không đầu tư với những người không có kiến thức về tài chính, đúng không ạ? Như tổng thống Mỹ Donald Trump có câu nói là gì ạ? Ông nói là mỗi con người chúng ta trong cuộc đời cần phải có 3 chuyên gia. Chuyên gia đầu tiên là chuyên gia trong lĩnh vực mà mình đang đầu tư kinh doanh, họ đã thành công rồi thì họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và chuyên gia thứ hai đó là chuyên gia về tài chính để giúp cho chúng ta quản trị được dòng tiền của chúng ta một cách tốt nhất. Chuyên gia thứ ba đó là chuyên gia về luật. Mỗi một người của chúng ta là cần phải có 3 chuyên gia nhé. Và chúng ta cần có một chuyên gia để cầm tay chỉ việc và thay đổi tất cả những chiến lược cho chúng ta lúc cần thiết. Bởi vì ví dụ như chúng ta đọc sách rất là nhiều về tài chính, về kinh tế, nhưng mà trong sách thì có kiến thức, có tư duy thôi, chứ trong sách là không có tầm nhìn. Sách được viết ra khi mà tất cả nó đã xảy ra rồi. Tầm nhìn là những thứ mà chưa xảy ra, chưa nhìn thấy được, cho nên là không có ở trong sách. Và đọc sách, việc đọc sách thì cho chúng ta kiến thức, tư duy, chứ tầm nhìn thì chúng ta phải tự nghiên cứu, tự học tập, đúng không ạ? Và trong đầu tư kinh doanh thì chúng ta có 2 level. Level đầu tiên là đầu tư theo chuyên gia, và level thứ hai là chúng ta sẽ tự phát triển tầm nhìn của chúng ta lên để có những kiến thức tư duy về tài chính của chính bản thân chúng ta.
Vâng, ví dụ đơn giản như việc là chúng ta đã biết đến bộ công thức về sức mạnh tiềm thức thì bây giờ chúng ta học ai ạ? À, đương nhiên là học Phương đúng không ạ? Bởi vì Phương đã là người đã biết được chúng ta và đã ứng dụng được, ra được những kết quả, đã ứng dụng thật và đã ra được những kết quả thật rồi. Chính vì thế muốn chúng ta muốn ứng dụng được bộ công thức này thì buộc lòng chúng ta phải học Phương, chứ không phải là đi học một người mà không biết về sức mạnh tiềm thức đúng không ạ? À, đơn giản là như vậy. Chúng ta là có quyền lựa chọn đối tác với chúng ta, và ngược lại thì tất cả những đối tác mạnh cũng có quyền lựa chọn lại, buộc lòng thì chúng ta phải nâng cao giá trị nội tại bản thân của chúng ta lên để chúng ta lựa chọn những đối tác tốt, lựa chọn những đối tác chất lượng, và chúng ta sẽ lựa chọn cho chúng ta một chuyên gia để định hướng thay đổi chiến lược cho chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta đạt được kết quả như chúng ta mong muốn, được không ạ? Đó chính là tư duy số 5. Và bây giờ là tư duy số 6, là chúng ta phải luôn định vị mình là người dẫn đầu. Luôn định vị mình là người dẫn đầu. Bất kỳ ở trong lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải đều trở thành là người giỏi nhất, người xuất sắc nhất. Trong lĩnh vực sức mạnh tiềm thức thì chúng ta ứng dụng tiềm thức một cách là tốt nhất để chúng ta trở thành người giỏi nhất. Trong kinh doanh đầu tư thì chúng ta nghiên cứu kỹ tư duy, kiến thức và tầm nhìn để chúng ta cùng trở thành một người đầu tư kinh doanh xuất chúng nhất. Chúng ta phải định vị, luôn luôn định vị chúng ta là một người thành công, là một người dẫn đầu. Luôn luôn định vị chúng ta là một người thành công, một người dẫn đầu nhé. Và muốn để trở thành một người dẫn đầu thì là phải có một ý chí, một quyết tâm lớn, một mục tiêu lớn và một khát khao lớn. Và lúc này chúng ta sẽ có sự tập trung 100% thì chúng ta là thành công một cách mỹ mãn luôn. Giống như bạn Đặng Lê Nguyên cũng có một câu nói rất là hay như thế này ạ. Chỉ tranh đua với những người dẫn đầu thì bạn mới có cơ hội đi đầu thôi. Quá hay luôn ạ. Chỉ tranh đua với những người dẫn đầu thì mình mới có cơ hội đi đầu. Chính vì thế chúng ta phải tham gia vào cuộc đua của những người dẫn đầu thì chúng ta mới có cơ hội là đi đầu, đúng không ạ? Quá xuất sắc. Và đó cũng chính là tư duy số 6, cũng chính là nội dung cuối cùng trong livestream ngày hôm nay. Quá xuất sắc. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã biết được 6 tư duy khác biệt của những người thành công mà từ trước đến nay chúng ta chưa biết, đúng không ạ? Rồi, và bài tập của chúng ta ngày hôm nay đó là viết lại tất cả 6 tư duy này vào sổ của chúng ta để chúng ta bắt đầu ứng dụng luôn. Chúng ta ghi ra và chúng ta bắt đầu ứng dụng luôn nhé. Bài tập thứ hai là chúng ta sẽ đọc 4 chương sách sức mạnh tiềm thức. 4 chương sách sức mạnh tiềm thức. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị bạn bè đã tham dự livestream ngày hôm nay với chúng ta. Phương dành cho chúng ta 10 giây cuối cùng để chúng ta comment câu cuối cùng ở trên màn hình điện thoại ngày hôm nay ạ. Chúc anh chị em chúng ta có một giấc ngủ ngon, trong ý niệm thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn ạ. Bye bye. Hẹn gặp lại vào 8:30 ngày mai nhé. Xin chào. Xin chào em Vân Lê nha. Hẹn 8:30 ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.